đứng thứ 6 trong số các loại rác thải khó phân hủy, nằm trong top 10 các loại rác thải được tìm thấy nhiều nhất khi nhắc đến vấn đề chất thải đại dương. Dù chưa có thống kê chính thức, nhưng căn cứ vào con số 1,8 triệu tấn rác thải nhựa được thải ra mỗi năm, cùng với túi ni lông, ống hút nhựa cũng là tác nhân khiến môi trường bị ô nhiễm nặng nề. Thời gian để một ống hút nhựa bị phân hủy là từ 100 đến 500 năm. Việc tìm ra các giải pháp thay thế cho các loại rác thải nhựa nguy hại đến từ những chiếc ống hút chính là xu thế tất yếu trong cuộc cách mạng về tiêu dùng xanh. Trong sản xuất nông nghiệp, việc đưa cỏ bàng vào trồng để làm các sản phẩm thân thiện với môi trường được xem là giải pháp bước đầu có hiệu quả thiết thực, góp phần vào phát triển sản xuất xanh trong nông nghiệp. Có tuổi đời cả trăm năm, vùng đất Đông Cường thuộc huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, nghề trồng cói dệt chiếu trước kia đã mang lại cho những người dân làng nghề một cuộc sống sung túc. Tuy nhiên, trước sự phát triển của nền nông nghiệp và quá trình đô thị hóa, nghề truyền thống chiếu cói đã dần mai một. Từ vùng chiếu cói trước kia, năm 2021, một số người dân tại địa phương đã đưa cây cỏ bàng, loại cỏ vốn có nhiều tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long về trồng trên đất Bắc. Dù điều kiện và khí hậu có nhiều khác biệt, nhưng đến nay, sau 3 năm, mô hình trồng cây cỏ bàng với diện tích trên 4 hectare của nhà ông Nguyễn Cao Độc đã sinh trưởng và phát triển khá tốt tại đồng đất Thái Bình. Cũng tham khảo ở trên đài báo TV, rồi thấy cái sản phẩm mà nó thử nghiệm xem nó có hợp lý, hợp lệ ở quê hương mình không. Thì chúng tôi cũng mạnh dạn là đầu tư là mua cho cái giống ở trong Kiên Giang. Về thì năm nay là năm thứ 3 rồi. Thế là chúng tôi mạnh dạn đưa cái giống về để trồng trên đất của Đông Cường. Thì thấy bây giờ nó cũng phát triển mạnh. Thế nên là chúng tôi còn đang dòng thêm, rồi thì là đang thu hoạch. Thế thì tương lai thì nói chung là còn dòng thêm còn nhiều nữa. Thế thì để tiến tới là mang lại cái lợi ích cho xã hội và cho gia đình. Phù hợp với vùng đất phèn, cây cỏ bàng sinh trưởng tốt ngay cả tại những khu vực đất canh tác lúa kém hiệu quả. Chỉ cần thả gốc trong điều kiện môi trường ngập phèn, dù nắng hay mưa, sau hơn một năm là cây có thể thu hoạch để sản xuất. Nằm trong họ cói, cây cỏ bàng có thân rỗng và độ dài từ 1,5 đến 2 mét nên khi áp dụng vào sản xuất rất dễ dàng, có độ cứng cao và thẳng. Công đoạn xử lý lõi rỗng không tốn nhiều công sức nhưng vẫn đảm bảo được sức hút nước, thực phẩm rất tốt. Ứng dụng vào sản xuất, ông Động dùng cỏ bàng để làm ống hút. Mình đã vào tận nơi rồi. Thế bây giờ người ta mua giống của người ta sẽ đánh cho mình. Xong mình chở container về đây rồi bắt đầu mình tiến hành trồng. Thì kỹ thuật là mình theo cái đường lối ở trong người ta trồng là 5-70 phân đến 1 mét một cây, một khóm. Thì chúng tôi cũng áp dụng như thế. Nhưng mà trồng phải nói là cái giống cỏ này nó cũng đẻ mạnh đấy. Thì trước là trồng mật độ là rất thưa, tôi tưởng tượng là sao họ lại dòng thưa thế, nhưng mà đúng là nó đẻ rất mạnh. Thì thực tế đó, và thực tế bây giờ nó rất là dày rồi đấy. Cỏ sau khi cắt ở ruộng sẽ được đem về làm sạch bùn đất qua nhiều công đoạn như ngâm, ủ, thông ống, tách màng và sấy khô nhiều lần. Cỏ được cắt thành từng đoạn theo yêu cầu của khách hàng. Có nhất là cái thông, vì mắt mình mà kém thì mình phải đeo kính, thông chỉ cầm bảo đảm cho nó khỏi vỡ. Nó không vỡ cái quả, nó chỉ cần là nó vỡ một tí thì khi vào máy nó nóng thì nó lại loạt ra dài hơn, thì là vứt cái quả đi. Nên chỉ có nhất cái thông mình để ý mình thông, chứ còn như thế này thì cô bảo là cái những cái nào mà nó dập thì mình bỏ ra luôn được, mà cầm một tay là biết ngay. Do là nguồn nguyên liệu hoàn toàn từ thiên nhiên, ống hút làm từ cỏ bàng không những thân thiện với môi trường, dễ dàng phân hủy được mà còn có thể bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng. Loại ống hút này hiện là loại ống hút được nhiều người tiêu dùng hiện đại đặc biệt ưa chuộng. Nó đang là xu hướng của thế giới về bảo vệ môi trường, về tránh rác thải nhựa. Về triển vọng thì mọi thứ là bây giờ mình đang thì trong cơ gì tìm hiểu là bây giờ là vừa rồi là mình đã tìm hiểu ống nhựa. Nhưng mà nhựa thì là bây giờ là mọi thứ về liên quan môi trường. Thì là mình muốn là mô hình mới. Đủ độ cứng và độ dai cần thiết, ống hút từ cỏ bàng dù gặp môi trường nước nóng hay nước lạnh mà không hề có sự biến dạng nào. Nó rất thích hợp làm ống hút cho cả đồ uống lạnh hoặc đồ uống nóng, khắc phục được nhược điểm của ống hút giấy. Người sử dụng có thể thoải mái sử dụng ống hút, không hề nguy hiểm đến sức khỏe hay ảnh hưởng tới hương vị của đồ uống.
Bên cạnh đó, không phải lo lắng về những ảnh hưởng từ các loại hạt vi nhựa, phụ gia hay chất tạo màu như ống hút làm từ nhựa. Còn có thể tự phân hủy, ống hút từ cỏ bàng không những bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng mà còn góp phần rất lớn để bảo vệ môi trường. Tôi thì tôi nghĩ là cái cỏ bàng này thì một cái là nó thích hợp với đồng quê tôi, là cấy lúa nó kém hiệu quả. Thế bà con là ruộng hoang hóa nhiều là một. Hai nữa là tôi thì học hành thì cũng không cao gì lắm, nhưng mà tôi nghĩ đơn giản là cái sản phẩm này thì riêng mà đã thử nghiệm hóa chất như gì nó không có. Thế mà bà con dân con cháu sau này dùng thì nó mang lợi ích cho xã hội thì cứ thế là tôi làm thôi. Cỏ đạt chuẩn để thu hoạch là khi cây cỏ già và cứng. Đến mùa thu hoạch sẽ chọn những ống cỏ to, đều để sản xuất. Ngoài phục vụ nhu cầu khách hàng trong nước, sản phẩm ống hút làm từ cỏ bàng được rất nhiều thị trường trên thế giới ưa chuộng. Không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, nghề trồng cỏ bàng làm ống hút còn tạo việc làm ổn định cho 20 lao động ở địa phương với mức thu nhập bình quân 4 đến 5 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Tôi năm nay tôi 75, chứ nói thật vì là tuổi này đi công ty không thể đi đâu được. Thì các cháu nó mang cái nghề này về đây làm thì là thêm thu nhập cho gia đình. Mà tôi làm đây là 3 năm rồi. Từ khi bắt đầu làm lên được là chúng tôi có học luôn. Cái này thì không khó mà không mệt. Vì là khi làm này thì chỉ có cầm một cây quả để mình tuốt như này thôi. Mà khi vào làm sạch rồi thì ngâm thì người ta cắt ra thì mình cầm cái ống nó chỉ có 30 phân ngắn. Nó dễ làm. Thế mà khi ra đồng làm cũng thế thôi. Mình cầm nấm quả này thì mình nhìn cây nó to thì mình rút. Rút ra thôi chứ nó không vất vả gì lắm. Riêng làm cái nghề này là không có vất vả. Nói chung là làm theo thu nhập thêm cho gia đình thì cái này là người ta ủng hộ, bởi vì đây là đồng ruộng lắm, cái ruộng là nó trũng thấp, không trồng được lúa, không đảm bảo, nên là trồng cái cỏ nó phù hợp là chúng tôi chuyển về trồng cây này để phát triển kinh tế. Ống hút từ cỏ bàng hiện đang được bán với giá lẻ từ 600 đến 1.000 đồng một ống tùy loại, lượng bán mỗi ngày cũng cả trăm ống. Dù là mô hình mới nhưng đến nay người dân vùng quê lúa có thêm một việc làm mới vào thời gian nông nhàn, nhất là với những người lớn tuổi không muốn đi làm ăn xa, từ đó mở ra hướng đi mới cho sản xuất nông nghiệp ngay tại địa phương. Cái mô hình này thì đối với lại địa phương, cái vùng đất này ngày xưa là cái vùng đất trồng có chiếu, hiện nay thì nó chuyển sang canh tác là trồng cây lúa hai vụ. Mô hình là mới xong thì nó có những cái ưu điểm phù hợp với lại thổ nhưỡng của địa phương. Thứ hai là địa phương thì thực hiện cái chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo cái hướng hàng xanh sạch. Do đó thì địa phương rất là ủng hộ trong cái mô hình này, và địa phương đã giao cho hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và hội nông dân hướng dẫn và cùng đồng hành. Sau 4 năm triển khai, mô hình đã thu hút rất nhiều hộ gia đình trong và ngoài tỉnh đến tham quan và học hỏi kinh nghiệm. Thì vùng đất Kim Sơn thôi thì là vùng nước nợ ấy. Thì khi mà tìm hiểu thì thấy cây cỏ này khá là thích hợp để trồng ở cái vùng nước nợ. Thì ở khu vực địa phương tôi thì hiện tại đất bỏ không rất là nhiều, bà con làm nông thì không có hiệu quả cao, không có hiệu quả kinh tế cao, cho nên là đất không bỏ đi rất là nhiều, rất là lãng phí. Tôi cũng muốn tìm hiểu mang giống cây về trồng giúp bà con tăng kinh tế, phát triển địa phương lên. Với tiềm năng của mặt hàng này trong tương lai, hiện sản phẩm này còn được nhiều đầu mối xuất khẩu mong muốn đặt hàng xuất khẩu sang các thị trường khác trên thế giới, trong đó có thị trường các nước châu Mỹ. Thì là hiện tại bây giờ mình chỉ là giới thiệu sản phẩm đã, còn cái xuất hàng đầu tiên ấy, thì là cái mức nếu mà gọi thị trường ban đầu của mình ấy, bây giờ nó đang rất là nhỏ. Mình muốn dần dần, các vì là bên chỗ mình thì nó lại là rất nhiều các đối tác của nó. Cái hướng của mình vào ấy là những cái khu gọi là các khách sạn, các nhà hàng, khách sạn cao cấp. Đang là trước tiên, sau xong đó rồi mình mới lan tỏa đến các quán nhỏ hơn và các tỉnh. Không quá đắt, ống hút từ cỏ bàng có thể tái sử dụng nhiều lần, do đó tiết kiệm chi phí và rẻ hơn so với các loại ống hút khác. Sử dụng ống hút có nguồn gốc thiên nhiên từ cây tre, giấy hay cỏ bàng chính là giải pháp tuyệt vời để bảo vệ môi trường, tiết kiệm chi phí và tạo việc làm cho rất nhiều người lao động.
Đây là bài toán kinh tế và môi trường cực kỳ có lợi, minh chứng tiêu biểu cho triển vọng kinh tế xanh bền vững trong tương lai. Hiện tại, cỏ bàng gần như một loại cỏ đặc hữu của Việt Nam. Do vậy, dòng sản phẩm này cũng thu hút được nhiều sự chú ý từ các quốc gia khác, đặc biệt là các quốc gia đã và sắp có kế hoạch cấm dùng đồ nhựa sử dụng một lần như Đức, Mỹ, Pháp, Canada, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản. Bây giờ ra ngoài sản phẩm ấy thì mình lại đem là khử khuẩn, tức là cái vi khuẩn ở trong cái quả đó nó không còn nữa, phải có máy khử khuẩn thì rồi với sản phẩm là cuối cùng được. Cái an toàn nhất là bây giờ là thực tế là bây giờ bà con công nhân làm ở đây thì cái vệ sinh trước mắt, vệ sinh gọi sơ bộ thì mình cứ nói là như thế, găng tay này, khẩu trang này, rồi thì các cái phụ kiện này thì mình phải vệ sinh tốt thì đó, cái sản phẩm nó đem lại cái lợi ích tốt. Ngoài làm ống hút, tại nhiều địa phương loại cỏ này cũng là một trong những nguyên liệu làm ra rất nhiều mặt hàng thủ công mỹ nghệ bền và đẹp như đệm bàng, giò, lan, không kém gì các mặt hàng mây che đan. Đây cũng là mặt hàng được chính phủ khuyến khích xuất khẩu, từ đó mở ra triển vọng gia tăng thu nhập cho người dân và ngành nông nghiệp trong tương lai. Tuy nhiên, riêng với mặt hàng ống hút từ cỏ bàng, yêu cầu về độ an toàn vệ sinh thực phẩm và kiểm dịch thực vật cần đặc biệt lưu ý. Trong tương lai thì hướng tới những cái sản phẩm thân thiện môi trường, hướng tới thì thị trường thế giới, nên là hy vọng của tôi thì phát triển và nhân rộng, tạo điều kiện thu nhập cho bà con nông dân để góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế địa phương. Trồng cỏ bàng cần lưu ý tuyệt đối không được dùng đạm để bón cỏ, rắc đạm, cây sẽ nhanh cao và xanh hơn, nhưng để làm ống hút cỏ không đủ độ cứng, đất sẽ nhanh bị chai và lì. Ngoài việc sử dụng phân tổng hợp NPK, bà con trồng cỏ bàng rất cần lưu ý đối với lưu lượng nước ra vào chân ruộng. Thu hoạch cỏ bàng này nếu như mà chúng tôi khoanh vùng được những cái ruộng đang cắt đây, khả năng cắt sát như thế này là cắt được. Nhưng mà nếu như cái ruộng mà cái thời tiết tháng 7, tháng 8, khi mà đang thu hoạch nhưng mà một vài trận mưa rào mà nếu không quy hoạch vùng được bơm nước đi, nó ngập, nó sẽ bị chết. Thế nên là cái này rất dễ mà cũng là rất khó vì nó còn phụ thuộc nhiều yếu tố. Cỏ bàng trồng không khó, mỗi lần trồng có thể cho thu hoạch đến 10 năm, tùy theo chân ruộng xấu, tốt và khâu chăm sóc. Để thâm canh sản xuất, ông Động luân chuyển trồng gối vụ với diện tích hơn 4 hectare. Từ mô hình nhà ông Động, dự kiến trong thời gian tới, ngành nông nghiệp địa phương sẽ tạo điều kiện mở rộng, phát triển thêm mô hình này tại những vùng phèn trũng, canh tác lúa kém hiệu quả. Chứ còn thực ra là cái cỏ này mà nó mang lại cái vấn đề cho gia đình và cho xã hội. Đấy, mang lại cái sản phẩm chẳng hạn như là các anh cấy lúa thì nó chỉ được khoảng một tạ một sào hay hai tạ một sào. Trừ chi phí thì nó chẳng còn đáng bao nhiêu, mà lại còn được mỗi mùa thôi, còn mùa ngập úng. Chúng tôi đưa quả này về thì nó là được quanh năm, lúc nào cạn nước cần thiết chúng tôi quanh vùng chúng bơm, mang lại cái lợi ích cho mọi bà con dòng nữa. Thế cái đó là cái sản phẩm là mình làm đầu tiên, là mình chỉ nghĩ là làm như thế để mang làm điểm, để mang lại cho nhiều người cùng làm. Cái diện tích đất của bà con mà cấy nó không có hiệu quả là sẽ tăng cái diện tích lên, thì tăng diện tích lên thì nó sẽ có tăng việc làm cho người lao động, đặc biệt là hội viên hội nông dân. Thì từ đó là nó sẽ giải quyết được những cái công việc làm và thu nhập cho người nông dân, là nó sẽ góp phần vào cái phát triển kinh tế xã hội trong xã nói riêng và của huyện, của tỉnh Thái Bình nói chung. Cũng mong là được các cơ quan chức năng, đặc biệt chính quyền địa phương tạo điều kiện để cho các động thực hiện cái mô hình này ngày một phát triển hơn nữa. Ngoài sản phẩm ban đầu là ống hút, với xu hướng ưa chuộng các sản phẩm xanh, thân thiện môi trường, trong thời gian tới, từ truyền thống trồng cói, dệt chiếu trước kia tại địa phương, chính quyền địa phương, người dân nơi đây đang dự kiến khôi phục phát triển lại nghề đan thủ công mỹ nghệ từ thân cỏ bàng, tạo ra các sản phẩm thủ công mỹ nghệ có giá trị. Đồng thời, tìm hướng liên kết, bao tiêu sản phẩm đầu ra cho bà con, mang lại kinh tế cho người dân nơi đây. Hy vọng rằng mô hình nông nghiệp xanh bền vững này sẽ tiếp tục phát triển và lan tỏa, mang lại thu nhập ổn định cho người dân địa phương mà còn góp phần bảo vệ môi trường, mở ra triển vọng phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững.